Ban Sai Thiên Sự xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả trên cả nước và đặc biệt anh em yêu cây đang xem trên kênh Ban Sai Thiên Sự. Xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay thì Ban Sai Thiên Sự tiếp tục tác nghiệp ở tại Cẩm Thủy và đặc biệt hôm nay thì đang có mặt tại nhà anh Thủy nhá. Anh Thủy cũng ở xã Cẩm Thủy Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và hôm nay thì anh Thủy cũng nhờ Ban Sai Thiên Sự xử lý tác phẩm này. Vừa rồi thì Tiến sự cũng rất là ngứa ngáy chân tay nên là cũng đã vẽ một số những cái đường vào đây trước khi quay rồi. Vậy quý vị có thể tham khảo một chút. Và ngày hôm nay thì quý vị cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối tác phẩm của anh Thủy này để làm thế nào đóng góp cho Tiến sự cũng như là Tiến sự cũng cố gắng thổi hồn vào đây để làm thế nào cho có một tác phẩm đẹp, có giá trị hơn. Hôm nay thì cũng cảm ơn anh Thủy đã tin tưởng nhá. Và quý vị các bạn cũng giao cái cây này do tâm huyết của anh Sự. Cố gắng thế nào là tạo điều kiện cho cái cây nó nay mai nó sẽ đẹp hơn. Vâng. Khi làm xong là nó nhìn nó sẽ coi như là ưa nhìn hơn. Ok. Cảm ơn anh đã tin tưởng và quý vị các bạn là hãy cố gắng xem trên kênh Ban Sai Thiên Sự và thấy hữu ích thì cố gắng hãy chia sẻ, đăng ký và chia sẻ cho tất cả anh em yêu cây trên cả nước cùng tham khảo được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm và cũng cùng tham khảo và Ban Sai Thiên Sự làm cây nhé. Và bây giờ quý vị tiếp các bạn cùng xem tác phẩm này làm tại vườn nhà anh Thủy. Vâng. Và hiện nay thì các bạn thấy hai cái vị trí này nó còn đang bị đơ và nó hơi nhẵn các bạn nhé. Thì đây cái cành này nó cũng vậy. Thì Ban Sai Thiên Sự sẽ xử lý, các bạn cố gắng theo dõi.
cắt cái kia đi thì đẹp, nhưng mà cái này nó lại đang hơi cao. Cây từ ban đầu lúc này mình lại hết cái đoạn này lên cho đằng cao. Các bạn thấy bây giờ chúng tôi sẽ tạo một cái điểm plug. Tất cả những phần thô cứng chúng tôi sẽ xử lý cho nó nhũn ra các bạn nhé. Một cây năm điền chất chậu cũng rất đẹp. Tuy nhiên thì còn một số điểm mà nó còn thô cứng thì bà xã nhân sự tiếp tục xử lý cho nó được nhuyễn ra. Và đây anh em thấy phần này nó rất là cứng, nhưng chỉ một lát nữa thôi các bạn sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Các bạn nào theo dõi nhớ đăng ký và chia sẻ cho anh em trên cả nước cùng theo dõi nhé. Đây là bác Lương, nguyên bí thư đảng ủy về hưu. Đã có chơi cây không? Vườn cây. Yeah. Ủa, cây tôi thì nó xấu. Xấu đầu tiên thì nó cứ dần dần vậy. Vâng, ai cũng thế thôi. Nhưng đấy là bác khiêm tốn thì chắc là nhiều tác phẩm đẹp đấy. Cây của bác thì bác cũng mới chơi hơn chục năm. Này cũng có một bác cũng ở gần đây, bác cũng về hưu, cũng đến thăm vườn của anh Thủy. Làm phong sự luôn ạ. Ông Cố Tân Sinh, bác Thủy ở đây cũng là một trong những người rất thích xem những cái video có cây cảnh. Nhìn nào, hay hơn rồi đó bác, thấy không? Nó dẻo rồi đấy. Nó rõ ràng không có gì nữa. Anh cho cái này lên trước này, đây này. Cho cái mấu này đi cho nó dẻo ăn này. Cho cái mấu đi cái là nó rõ đường chạy luôn. Quý vị các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối tác phẩm này nhé. Có rút ra được không? Rút cái đinh ạ. Thank you.
cao mà được cái này. Cắt đi sẽ nhìn sẽ khác đây. Sau đó là bỏ luôn cái tay bên kia. Không, đang nhìn cứ. Kể cả mầm mới được mà. Bỏ lại này bỏ quẹ. Đấy một tí tay còn đang vừa vừa vừa. Đây giữ cái này đi. Giữ cái này em quay luôn nhóc nha. Giữ cái này. À, vừa rồi các bạn thấy bỏ cái tay dưới đây. Một cái đoạn này nó cũng cái đoạn này nó cũng hơi nặng đầu một tí các bạn nhé. Và bây giờ quyết định hạ đao cho nó thu gọn lại. Anh nhắc ra đi. Tôi sẽ 500 nghìn nữa dâm. Như vậy là anh Thủy lại có một cây nhá. Có một cây. Đấy. Đấy, sẽ lại có một tác phẩm. Toàn ăn da thôi. Sau này là anh thu gốc. Một cái gốc cái kiểu đấy. Gốc, đấy, cũng rất đẹp các bạn nhá. Đây này, đấy. Cũng chun rồi nhá. Gốc bầu bọn chỉ vậy. Hẹn anh em là 10 năm sau nhá. Bỏ hôm sau mà thế nào nó có cái cây đẹp thế nhỉ, độc đáo thế. Bà. Và cái đoạn này nó cũng bị mất hơi đượn nên là đã xử lý. Bây giờ tiếp tục đục nghệ thuật các bạn nhé. Quý vị và các bạn cũng đã đang theo dõi một tác phẩm này của anh Thủy. Từ lúc đầu và bây giờ thì cũng đã được cải thiện một số điểm rồi các bạn nhé. Mặt sau thì chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục và đục. Anh em ơi. Cho nó nhuyễn ra các bạn ạ. À, lúc này thì cũng đang có các bác ở đây phải nói là rất là yêu cây. À, mấy ngày nay thì xem ở chỗ bác Đồng, hôm nay lại tiếp tục xuống chỗ nhà bác Thủy. Chào các bác nhá. Đấy, các bác cũng là rất quan tâm đến các tác phẩm. Và chúng ta theo dõi cái ngọn của tác phẩm này thì cũng đã được hạ rồi nhá. À, nó cũng đã nhẹ hơn rồi. 26 à. Một cái sen đầm điền chất chậu. Bẫy cũng rất đẹp các bạn. Đúng rồi.
vậy là tác phẩm này có tên là một tác phẩm trực khoảnh. Và hiện nay thì nó cũng về cơ bản thì cũng tạm rồi. Còn một chút nữa thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Như vậy là thời lượng chương trình video cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa thì Bà Sàn Tiến Sự cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau. Ok các bạn.